Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trước thông tin về vụ việc một nữ sinh bị một người đàn ông tát liên tục trước sự chứng kiến của nhiều người xảy ra tại một tuyến đường khu cánh đồng thuộc xã An Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Mới đây, ông Nguyễn Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho hay, phía cơ quan chức năng địa phương đã mời người đàn ông có liên quan lên làm việc. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ngắn ghi lại cảnh một nữ sinh bị một người đàn ông hành hung, tác động liên tục vào mặt. Hành động này của người đàn ông cũng đã được một nữ sinh can ngăn, nhưng người này vẫn không dừng lại và ra tay liên tiếp vào mặt nữ sinh. Cụ thể, ngày 24 tháng 3, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nam thanh niên hành hung, tát nhiều lần vào đầu mặt. Theo nội dung clip, nam thanh niên hỏi nữ sinh, sao đánh bạn? Một người đàn ông lớn tuổi có mặt tại nơi xảy ra vụ việc nói rằng, đánh trả nó. Ngay sau đó, nam thanh niên đã có hành vi tát liên tiếp vào mặt nữ sinh. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào trưa ngày 23 tháng 3 tại khu cánh đồng gần trạm y tế xã An Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Thời điểm nữ sinh bị nam thanh niên hành hung, có rất nhiều học sinh và một số người lớn chứng kiến vụ việc. Liên quan đến vụ việc, một video khác được đăng tải với nội dung hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cháu em đi học về tầm 11:30, có gia đình nhà chú này không hiểu lý do gì yêu cầu cháu em đi ra khu cánh đồng, khu trạm y tế xã An Thượng và hành hung cháu em. Điều đáng nói ở đây là có toàn người lớn mà không hề can ngăn mà còn hùa vào đánh thêm cháu em mới chỉ học lớp 7 mà không biết chịu bao nhiêu cái tát của anh này. Trưa cháu đi học về không dám nói với gia đình thấy nhiều vết đánh ở cổ, người và mặt cháu sưng nên giờ hiện tại cháu nói đau đầu và buồn nôn. Nội dung thông tin đăng tải trên mạng xã hội nêu. Sau khi nội dung đăng tải, nhiều ý kiến bình luận tỏ rõ sự phẫn nộ đối với hành động của người đàn ông hành hung nữ sinh trong clip. Hầu hết các ý kiến đều lên án hành động của người đàn ông này và mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc điều tra xác minh xử lý đối tượng. Về vụ việc này, lãnh đạo trường trung học cơ sở xã An Thượng xác nhận nữ sinh bị hành hung trong clip là học sinh của trường. Theo người này, trước đó nữ sinh D lớp 7 đã có xích mích nhỏ với học sinh P lớp 9 cùng trường. Sau đó, người chú của em học sinh lớp 9 đã có hành vi đánh cháu nữ sinh lớp 7 như phản ánh. Sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã mời học sinh và phụ huynh hai bên lên để xác minh, đồng thời đã thông tin sự việc đến công an xã An Thượng. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Thượng, hành vi của nam thanh niên là điều đáng lên án. Sau khi xảy ra sự việc, người nhà nữ sinh lớp 9 nhận thức hành vi chưa đúng của mình đã đến xin lỗi gia đình nữ sinh lớp 7 bị đánh. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc. Ngày 25 tháng 3, Chỉ huy Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tại Sân Đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Một lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết, chúng tôi đã nắm được và đã tổ chức điều tra, nhưng vì cháu bé đang hôn mê nên chưa giám định được. Theo phản ánh của chị L, chiều ngày 17 tháng 3, con trai chị là cháu NHD 14 tuổi, nam sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Việt Hưng, chơi bóng rổ tại Sân Đình Lệ Mật. Tại đây, D mâu thuẫn với cháu K 12 tuổi. Chị L cho biết cháu K đã gọi anh trai 16 tuổi và bố ra. Sau đó K và anh trai K đánh cháu D, khiến thiếu niên này bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 108 và trải qua 2 lần phẫu thuật. Cháu bị chấn thương sọ não nặng, hiện cháu D đã chết não, tiên lượng tử vong. Do bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn. Cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở, chị L cho biết. Theo chỉ huy Công an quận Long Biên, sau khi nhận tin báo, đơn vị đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc lấy lời khai. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định. Mới đây, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cơ quan công an đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước cạnh đường Nghi Sơn, Sao Vàng hôm 16 tháng 3 vừa qua. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn, nghi phạm là một người phụ nữ tên X, ngụ xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. Cơ quan công an đã làm việc khám xét nhà ở và bắt nghi phạm X để điều tra vụ việc. Ngày 20 tháng 3, công an đã mời vợ chồng bà X lên để làm việc. Bà X đã thừa nhận hành vi phạm tội. Giữa gia đình bà X và nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn thông tin. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3, gia đình bà LTP sinh năm 1976, ngụ thôn 5, xã Vân Sơn, đã tới cơ quan công an trình báo sự việc. Bà P đi làm đồng từ 13 giờ cùng ngày nhưng tối muộn không thấy về nhà, điện thoại không nghe máy. Thấy bất thường, người thân của người phụ nữ và chính quyền địa phương đã tổ chức đi tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy. Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể bà P được người dân phát hiện dưới mương thoát nước sâu khoảng từ 40 đến 50 cm. Bên cạnh tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng, cách nhà khoảng 800 m. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại phường Ninh Hải. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Trần Hải, 60 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trần Thanh Tùng, 58 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, tội lạm dụng trong khi thi hành công vụ. Ông Trịnh Thanh Bình, 43 tuổi, nguyên công chức địa chính phường, bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Ông Hồ Nhật Trung, 50 tuổi, nguyên nhân viên văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo nội dung vụ án, năm 2017, bà TTX đến gặp ông Trần Thanh Tùng tại Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải để nhờ hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thửa đất hơn 14.200 m² tại khu vực núi Bức Trong, đất do Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải quản lý. Ông Tùng đã gọi công chức địa chính Trịnh Thanh Bình qua phòng làm việc để hướng dẫn cho bà X đăng ký, kê khai và xác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Ông Phó Chủ tịch phường cũng tự tay ký xác nhận phiếu yêu cầu dịch vụ đo vẽ cho bà X. Sau đó, bà X đã dẫn ông Tùng, Bình và cán bộ đo đạc thuộc văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa đến khu đất để thực hiện việc đo vẽ. Tuy nhiên, bà X đã lớn tuổi, không thể leo địa hình đồi núi nên đứng dưới đường. Trong quá trình này, ông Tùng là người trực tiếp chỉ ranh giới thửa đất, mặc dù không thuộc thành phần tham gia đo đạc. Sau khi đo đạc xong, Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa đã xuất bản sơ đồ thửa đất. Ông Tùng đã chỉ đạo ông Bình liên hệ lấy bản vẽ về đưa cho mình. Quá trình xác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận, ông Bình không tổ chức lấy ý kiến khu dân cư để xác định nguồn gốc đất mà soạn sẵn nội dung rồi đưa cho ông Tùng. Ông Bình cũng là người nhận giấy chứng nhận thửa đất từ Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa về đưa cho Phó Chủ tịch phường thay vì đưa cho chủ đất là bà X. Vài ngày sau, ông Tùng tiếp tục chỉ đạo ông Bình làm đơn tách thửa đất trên thành hai thửa có diện tích 7.000 m² và 7.200 m². Tiếp đó, ông Tùng chỉ đạo ông Bình soạn hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 7.200 m² giữa bà X và ông T, con trai ông Tùng. Để hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng, ông Tùng đã nhờ cán bộ tư pháp phường Ninh Hải làm lời làm chứng trong hợp đồng. Đồng thời, ông Tùng cũng nhờ ông Bình soạn hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên với giá 10 triệu đồng để giảm thuế và lệ phí. Sau đó, ông Tùng ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, dù ông không được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai và ký chứng thực. Theo kết luận điều tra, toàn bộ quá trình thực hiện từ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho đến tách thửa chuyển nhượng, ông Bình chỉ làm việc với Phó Chủ tịch phường. Việc bà X có ký vào các giấy tờ trên hay không, công chức địa chính này không biết. Đồng thời, gia đình bà X cũng khẳng định không chuyển nhượng đất cho con trai ông Tùng. Sau đó, con trai ông đã chuyển nhượng cho người khác. Cơ quan điều tra xác định ông Tùng vì động cơ cá nhân đã vượt quá quyền hạn của mình, làm trái công vụ, đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 455 triệu đồng. Ông Trịnh Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công làm trái công vụ thông qua sự chỉ đạo của ông Tùng. Công chức này đã lập hồ sơ tham mưu đề nghị cấp giấy chứng nhận đất không đúng quy trình thủ tục, đối tượng gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước. Ông Trần Hải với tư cách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đã buông lỏng quản lý, không kiểm tra đôn đốc và giám sát việc xác định nguồn gốc thửa đất. Ông Hồ Nhật Trung, khi được phân công thụ lý hồ sơ trên, đã không kiểm tra thực địa, đã xác định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là không đúng quy định pháp luật.